xin chào tất cả mọi người, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh của Tuyền nha. Hay hôm nay là chủ nhật cuối tuần, có ai nhậu nhạc gì không ta? Có ai đi nhậu không? Không ai đi nhậu thì vô coi coi kênh YouTube để mua hàng ha. Mình vô mình hôm nay mình coi video mình mua hàng đi. Đó. Anh chú nào mà có nhậu rồi thì cũng coi luôn ha. Rồi hôm nay Tuyền lên được vài số đồ nghề cho đồ nghề dụng cụ linh tinh. Đó, dọn được cái gì thì lên cái nấy. Rồi thì nói chung là hiện tại đó thì Tuyền đang phát triển hai kênh ha. Cái kênh của Nguyễn Kim Tuyền á, cái kênh đó, kênh mới Tuyền mới được phát triển kênh đó để mà mong muốn Tuyền đăng giống như là dụng cụ nhà bếp hay đăng cái linh tinh đó. Cho nên là cô chú anh chị và các bạn á, nếu mà coi kênh có thấy hữu ích á, hay là có những cái đồ mà mình cần xài á, nên mình đăng ký kênh ha. Mình đăng ký kênh để mình mong muốn mình cập nhật những cái món hàng mình xài tiếp theo, món hàng ưng ý để mình xài ha. Thì khi mà trước khi vô video thì Thiền sẽ nói về cái hình thức thanh toán, thì hình thức giao dịch bên Tuyền ha, thì Tuyền sẽ ship COD phụ hộ á cho tất cả mọi người luôn. Rồi ai mà nếu mà khách hàng nào mà chuyển khoản á, thì Tuyền chuyển khoản. Nói chung là những cái sản phẩm này á, thì nó hàng của nó chỉ có 100 mấy thôi. Thì ai mà mua từ 2-3 sản phẩm cho lên á, mà chuyển khoản thì Tuyền sẽ bao ship ha. Chuyển khoản thì Tuyền sẽ bao ship. Đó, mà mua 2 sản phẩm cho lên ha. Rồi những khách hàng mà mua hàng rồi á, thì nhắn tin chốt số là có Tuyền có địa chỉ trên tin nhắn vẫn còn. Rồi những khách hàng nào mới thì gọi alo ha. Alo rồi nhắn cho mình địa chỉ luôn. Rồi bắt đầu Tuyền sẽ vô số 1 ha. Số 1 là cái gì ta? Là một cái mỏ chim. Mỏ chim. Đây là cái mỏ chim. Thép còn rất là ok. Chữ nè, mộc nè. Cái mỏ này nó là lạ ha. Mỏ này có cái mỏ không à, còn ngoài ra không còn cái gì, không có cái gì nữa hết đó. Cái này nó nặng tầm như là nặng tầm ký lô đó. Thích hợp cho chú bác nào thích sưu tầm ha, để con đo cái mỏ nó dài nè, để tiền đo cái mỏ dài nè. Đó, cái mỏ nó dài như đây nè đó. Rồi số 1 120k, bác nào chốt alo. Số 1. Rồi số 2 là một bộ dao dao ghép cành đó. Tiền cho coi ha, nó nè, mấy cái dao này là về mài là trời ơi bén xỉu luôn. Cái này là đụng vô luôn nè, không có vệ sinh luôn. Ngân bắt quản đi con. Ồn quá. Đó, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây ha. 5 cây số 2, 140. Chút đơn. Số 3 cũng là bộ dao cắt cành luôn. Này trời này mà tắt quạt cái muốn ngộp luôn. Đó. Thì nói chung là mấy cái hàng này thì cũng có cây đẹp, cây xấu, cây không phải là xấu mà lại chưa vệ sinh mấy cái cây này. Đó, mấy cây này mài là đáng xỉu. Rồi, cũng bộ này cũng 5 cây luôn. Số 3 140. Số 4 là hai cây kìm cạp. Cái kìm này cạp gì đây, nó lạ. Cái này
dấu nó mọc vậy này nè, cái này nó vậy nè đó. Thép còn sáng giới nha, để tiền đo chiều dài nó coi, nó dài 24 cm ha đó. Rồi cây kìm cầm này cái lưỡi cái mũi của nó dài 6 phân nè đó, cái mũi. Còn cái này thì dài 25 cm. Rồi số 4 140, một cặp kìm. Số 5 là một cái dao xếp, dao quá trời chanh xả. Sang chảnh, cái dao quá trời đẹp. Cái dao này là cái này bằng đồng, cái thân á, cái thân ngoài này nè, cái này nó bằng đồng hết luôn á. Tiền vệ sinh không kỹ nó thôi, vệ sinh sơ sơ nên nó nhìn nó sáng vậy đó. Còn đây là bằng thép nè, cái chữ của nó đây nè. Cái này là tiền không có mài gì hết, như là cái chóc mũi nó gãy xí cái chỗ chóc mũi phải đó. Cái này tổng dài của nó là 20, lưỡi dài cán luôn á, 20 á, đẹp lắm, cầm rất là nặng luôn á, cảm giác nó cái này bằng đồng á. Rồi số 5 160, xịn nha. Số 6 cũng là hai cây, số 6 là hai cây cây dao xếp luôn. Trời ơi, không mất quạt chịu không nổi đâu trời, ngồi cho mấy chị không được luôn. Hai cái lưỡi ha, không mẻ. Cái này là bằng giống như là bằng cái gì á, bằng ý như là giống như bằng BK vậy, còn rất là đẹp. Hai lưỡi. Còn cái này là cái thân á, thân giống như là bằng gỗ. Rồi cái thân cái trong đây là bằng thép, cái phèn dao này bằng thép nha, thép đen. Này nó hơi gì nè, nó hơi sụp kìa. Rồi đó, một cặp dao này 120, số 6. Rồi số 7 là một bộ cưa, lưỡi cưa. Số 7 là một bộ lưỡi cưa. Cái cưa này, cái cưa gì mà nó lạ lạ. Một bên găng nhuyễn, một bên găng như vậy nè. Nói chung là mấy cái cưa này, cái này nó rớt cán à. Rồi một cái lưỡi cưa thép, cái lưỡi cưa này về cha làm cán ở cửa cưa ship. Lưỡi cưa này bằng thép đen nè, cái lưỡi cưa này còn rất là xịn luôn á. Đấy, cái này nè, nó dài tổng thể là 36 ha. Cái này của nó dài 5 phân rưỡi, một lưỡi hai lưỡi không, hai lưỡi ba lưỡi. Lưỡi này dài 38 năm luôn đó. Găng của nó không mẻ ha. Ba là một cái lưỡi này. Bốn, năm, 32 nè, tới đây thì 30, 6 phân nè đó. Giống như là 5 lưỡi, dùng là lưỡi cơm bữa giờ khắc hậu quá trời, nhưng mà bữa nào tiền soạn ra tới đâu thì thấy tới đó thôi, chứ nhiều trong một cái video được 2 bộ thôi.
Đó, rồi số 7 200k ha. 5 lưỡi. Về về mà cha cán vô xài xỉu luôn. Mập xỉu luôn. Cái lưỡi cưa dính vô cái bao tay. Rồi số 7 rồi số 8. Số 8 là cũng lưỡi cưa luôn. Cưa này này cái này mình thay lưỡi. Cái cưa này là cưa nhuyễn. Nhuyễn không mẻ ha. Mấy cái nói chung là lưỡi cưa mẻ thì tiền đã bỏ ra rồi ha. Nhiều khi mẻ một răng hai răng á thì tiền báo ba nói mà nhiều khi nhìn không thấy. Đây đợi sau kỹ ghê. Đây này mà mẻ răng lưỡi cưa mẻ hai ba răng còn nằm cả đống ngoái bỏ, còn lưỡi ca nguyên thép ok thì mới đưa lên video ha, để bán cho khách hàng xài được. Nên khách hàng những chú bác mua hàng bên tiền thì cứ yên tâm, mua hàng về là xài được luôn. Mấy cái nào xài không được bán về chai để vô bán làm gì. Đó, rồi một cây lưỡi cưa lá hẹ nè, cái gì cha cán lại. Có nhiều lưỡi cưa nó ngộ. Một gân to, một gân nhỏ. Rồi, cái này cũng 5 lưỡi luôn ha. 5 lưỡi này là 200k số 8 luôn. Số 9 3 cây. Thì kế ba cây cưa. Cây này cưa gì đây? Nhuyễn. Cây này dài nó 28 29 nè. Cây lưỡi cưa gỗ nè. Cây này dài 30 bốn mấy luôn, 45 luôn ha. Từ cán luôn, lưỡi thì nó dài tới 30 à. Rồi, đây là một cái này đo cái cá thôi ha. Này là một cái cưa xếp lưỡi của nó là dài 23-22, tổng thể thì là nó 48 đó, không mẻ ha. Cây này còn khá mới, cán còn mới luôn đó. Rồi ba cây này 140k số 9. Rồi cái này là số 9, cái này là số 10. Số 10 là nguyên bộ, cái này gọi là bộ gì ta? Điêu khắc không ta? Bữa nghe bác nào nói nè. Một cái này chắc kể gì. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cây 9 cây mà khá ngắn, 9 cây mỏ mũi nhọn. Điêu khắc gốm sứ gì đó bữa bác kia nói. Ở này là sủi hay gì không biết. Mấy cây rồi? 2 4 6 8 8 cây rồi. 9 10 11 12 13 14 15 16. Ủa nhớ 17 cây mà. Ừ đúng rồi, 17 cây. Đó, 17 cây 130.000 số 10. 130.000 ha. Cái nào của bác nào thích hợp sử dụng thì cứ alo tiện nha. Có những bác đặt rồi không cho địa chỉ. Trời ơi, bây giờ cái camera cái ai. Trời nó gớm cái sâu. Số 10 rồi, số 10 rồi, bắt đầu tới số 11. 11. 11 là một cây dều. Đây. Cây dều này là gì ta? Đó. Dều gừng, dều gì á của ba những bác đi gừng hả? Đó. Cái chữ hoa văn, cái chữ gì? Của nó nè, lưỡi của nó nè. Ghê. Nhìn bé như gươm, nhìn đẹp quá. Cái này là cái gì ta? Cái này nó chày hay là chữ vậy? Không biết nữa.
đó. Cái này để tiền lo cái lưỡi nha. Cái lưỡi của nó nè, dài 13 ha. Cái xuống đây là 5 phân. Từ trên đây xuống là 10-15. Đó. Chú bác coi kỹ giùm Tiền ha. Độ dày của nó nè, dày của nó thì 2 phân rưỡi. Dưới đây á. Đó, rồi cái cán. Nói chung là cái cán thì nó không cái cán nó không còn đẹp lắm. Thì cái cán này mình về mình xài, chừng nào mà mình gãy hoặc là hư chén thì mình bỏ thôi, chứ cán thì hiện tại thì cái cán này nó không đẹp là đẹp nha. Đó, cán này nó không có đẹp. Đó, nói chung còn xài được. Nó chắc chắn lắm, không có bị lung lay gì hết á. Cây này dài 56. Cây này dài 56 nè. Đó. Rồi, cây số 11 450k. Số 11 rồi, số 12 là một cái tăng đưa. Tăng đưa nè. Cái tăng đưa này, cái xây này sao lớn á. Xây lớn, cái này để coi cốt nó sao ta. Cốt nó ra là một tấc mốt á, một bên một tấc mốt. Nhận ra ghê, ok ha. Cái này thép mới luôn á. Cái này nặng cốt. Rồi số 12 130k. Số 12 rồi, số 13. Số 13 là một cây cảo. Ê trời ơi. Má ơi, cây cảo. Cây cảo là nặng 4 kg 7 nè. Đó, cây cảo 200 ha, size 200 nè. Của Lutter ha. Cây cảo này còn đẹp luôn á. Nó chỉ nhăm sơn thôi ha, chứ đó. Biết đo sao nữa. Tao biết size 200 được rồi ha. Đo không ta? Đo đi ha. Đo. Ai à. Đó, trời ơi. Đo từ đây xuống đây ha. Đó. 34. Chiều ngang chắc. Đó, ở chiều ngang này thì nó 17. Xây lên xây xuống bình thường ha. Rất là ok. Rồi cái cảo này số 13 400k. Má ơi. 400k. Rồi số 14 là một cây đục. Nói chung là mấy cái hàng nó thép nó rất là đẹp luôn. Nè. Cây đục máy. Trời. Thép nó còn mới luôn á. Mấy cái hàng này tiền vệ sinh luôn á. Không vệ sinh mấy bác nói xấu quá. Cái này dài 43 nè. Dài 43 năm đông. Cốt của nó này để 30 nè, không biết phải không. Đây nè, đưa tiền đo thử. Ồ, sao đo 35 luôn ta. 35 là ở đâu? Đo đây, 35 luôn nè. Cho trong đây nó để ký hiệu số này nè của nó nè. Đó, vậy đó. Thép rất là đẹp luôn, mới tinh. Rồi, số 14, 180k. Số 15 cũng là dài nó 43 luôn. Cái này không thấy cái hiệu đâu. Cái này cốt nó là 26 nè. Rồi, số 15 140k.
Số 15 rồi, số 16, số 16 là ba cây đục. Tiền gói là luôn rồi. Quấn là lại luôn rồi. Để cho nó khỏi loạn lạc. Nói chung là đẹp ha. Thép. Thép còn rất là đẹp nè. Mũi còn rất là bén luôn. Đó, giống như chưa xài vậy. Nó mới lắm. Đầu có cây ngắn này, đầu nó bị tà nè. Cây dài. Để tiền đo cây từ dài đến ngắn ha. Cây dài là nó 30 nè. Dài 30 ha. Cây ngắn là 20 ha. Cây ngắn nữa là 16. Đó, ba cây. Số 16 160k. 160k. Số 17. Số 17 là hai cây. Hai cây đục mái. Mũi nè. Nói chung là mấy cái đục bên Tuyền hàng nó rất là mới luôn. Hàng nó rất là đẹp. Cái cốt này nó cốt 16. Cây nhỏ. Nhỏ nó cũng vậy luôn. Ủa? À nhỏ nó 12. Nhỏ nó 12. Dài của nó cái này 29. Cái này 21. Rồi. Số 17 150k. Số 17. Rồi số 18 là hai cái cây sà beng. Sà beng đây nè. Một cây nhỏ ha. Cái nại đầu bự. Đó, cái mũi cây này là có chữ nè. Cái này thân cái gì ta, lục giác hả? Cây này dài cây dài nhất là dài 43 năm ha. Cây ngắn là dài 32. Đó, 32. Rồi. Số 18 hai cây sà beng 150k. 18, số 19. Số 19 là hai cái cây khoan. Trời, hai cây khoan này nó đẹp dễ sợ luôn mà nó bị gãy cái bên đây à, gãy cái cầm bên đây nè. Đó. Cây khoan đẹp ghê luôn á. Đó. Đó. Ok đó ha. Mà nó sao cái này nó lắc lư, nó gãy vô đây nè. Cái này phải có nó không sao lắc lư. Rồi, cây này y thinh đi nguyên luôn, đẹp luôn. Cây này lớn hơn mấy cây hôm trước tiền bán vừa rồi á. Cây này nó dài 30 mấy luôn. Ok luôn á. Xây rất là nhẹ ha, mới ha. Cầm vệ sinh. Cái cán. Cái cán nó lung lai chỗ này ta. Sao thấy nó hơi sụp sụp. Cái này đóng lại sao. Đó. Rồi, nguyên cặp nguyên cặp cặp khoan tay này 200k ha. Mới mà bị lỗi. Số 19 200. Bác nào chốt đơn 20. 20 là cái thùng đựng đồ nghề. Cái thùng đựng đồ nghề. Ủa có gì trong đây trời. Quên. Có mấy cái vít. À cái thùng nó có sẵn có mấy cái vít ở trong luôn á. Nên tiền để luôn chứ tiền không lấy ra luôn nữa. Nè tiền đo ha. Chiều ngang của nó là 12. Chiều dài của nó là 30 nè. Để coi nó rộng 6 phần mấy. Ây da, cái hộp của nó về không có cái gì quan trọng. Không có gì đặc biệt hết. Mà nó chỉ có cái gì đây. Đó, nó nguyên cái gì nè. Nó cho bác nè, có thích hợp của bác nào xài không ha. Cái này là cái gì không biết.
nó sẵn nó nguyên bộ nó vậy nè. Cái nhíp nữa. Cái này cái gì nữa? Một cây chìa khóa. Ba cây vít. Đó, nguyên bộ của nó ở trong máy của nó vậy luôn á, ở trong cái gì? Ở trong đó, cái hộp của nó vậy nè. Nên tiền để luôn. Giữ nguyên hiện trường như vậy đó. Cái hộp này khá mới ha, cái nước sơn còn chưa chóc luôn. Cái chữ của nó nè, chữ ký hiệu gì đây em biết. Đó, còn mới. Này để cho bác nào đi xa xa. Chợ này để dưới nè, kéo qua kéo lại. Chạy. Này nó hơi chạy dưới đây. Đó. Trời ơi. Rồi cái hộp này số 20, 250. Về đẩy cái này lên xíu nữa là tính. Rồi 250k. Số 20. 20 rồi. Giờ hàng cho chắc ăn. Mọi người qua giờ hàng cho mình. Rồi giờ cái camera thì nó rớt. Còn giờ hàng thì... Rồi 20 rồi, bắt đầu tới 21 ha. Cái này 21 nè. Đuôi chuột hổm gầy. Soạn ra được nhiêu đây, đuôi chuột đây. Nói chung là băng lại nè, băng lại để nó. Cái này đuôi chuột này nè, hiệu này nè. 17 ha, 17 21. Quay ok răng nó nè, cái sao dòm cho tới thấu trong cái răng cho mấy chú bác coi nè. Đó. Cái số 17 21, cái này là 22 10 22 10 19. Nói chung là mấy cái số mà tiền bắt nó nguyên cặp á, tiền bán cặp á là biết sao không, nó không có trùng số. Không có trùng số đâu, cho nên mọi người lấy chốt một cặp về xài là có đủ số luôn á. Nó không phải là đủ số mà là nó không có giống số nhau đâu, cho nên mấy bác yên tâm ha. Đó, cái này của top nè, 19-22 nè. Ok ha. Đó. Đó, 19-22. Cột nó lại xè xẻ không có lộn. Đó. Rồi. 19-22 170. Số 21 170. Số 22. Số 22 nè. 22 150. Trời ơi, tất quà nó đang sắp ngợp chết rồi. 21 của MCC. MCC. Sắp ngợp sắp chết rồi. Lẹ lẹ lên. Rồi dưới một cây, cây này 17, 21, cây này 10, cây này 26, cây này dòng. Nè, cái hiệu nó nè, cái hiệu nó ha. Nhanh mấy bác anh. Xỉu bây giờ. 26 nè, cái này 150. 17, 21 với 26, 150. 150 một cặp. 23. Số 23 106 là số máy đây, là con máy gì đây? Con 26 và 21. Cái nào mà nó rít ra mấy bác về biết không? Xịt cái R7 vô là nó hết rít liền. Trời, mấy cái này mới ghê không? Ở trong không có vệ sinh được luôn á, mà nó không có bị sét nè. Đó. Bấm qua bấm lại được ha. Rồi cái cây này là cây 32 nè, cái đuôi 32. Cái này là bự. Cái cặp này là số bự. 21 26 và 32 đó.
mát nào, sử dụng số nào thì chốt ngay số đấy. Rồi cái cây 24 110 nghìn, 27 và 30, cây bự. Đó, mấy cái găng đó nè, không 30 27, nó bấm qua ông đợi được ha. Bây giờ đó rồi, 110 ngàn, số 24. Rồi 25 là cũng là một cặp đuôi chuột luôn, đuôi chuột 27 nè, 22 nè. Cái này quan trọng có cái đầu thôi, coi cái đuôi làm gì, đúng không? Cái này kêu lớn ghê. 21 và 17, công nhận hay thiệt, tính ra tiền cũng giỏi chứ bộ. Mắt đâu có trúng số đâu, không trùng số ai mua. Thì khác số chứ mới được chứ, đúng không? 150, số 25. Trời ơi, đủ số dễ xài dễ sợ. 25 rồi, 26 rồi, sắp xong rồi, còn mấy số nữa thôi. 27 nè, trời, tiền quán chi gỡ ra quán vô nè, bán vô. Đó, coi cái răng nó đi, đó, thấy chưa, mới luôn nè, trời ơi, trong nó mới tinh nè. Đó, 22, 27, này 17, 21 nè. Mấy bác hỏi đuôi chuột số nhỏ hơn nữa bị hơi bị hiếm. Có mấy bác mấy chú, kiểu mấy bác mấy chú mấy anh mấy chị mấy anh hỏi đuôi chuột số nhỏ mà không có, hôm nay có mấy cái đi này. Rồi 26, 160 ngàn, 160 nghìn, số 27 là một combo. Bữa nay bán mấy cái combo này cho nó xong luôn rồi nè. Đó, một cái dao gọt giấy này, có còn cái lưỡi nè, đâu cần coi hơn, thôi sơ ha. Nói chung là mấy cái dao này á, mấy bác về cho cô chú mấy bác anh chị về thay lưỡi xài ha, mua lưỡi vô xài. Đó, có nào có lưỡi thì để lưỡi, còn cái nào không có thì mua lưỡi. Đó, mấy cái dao nhỏ luôn, ok hết đó nha, mấy con dao này ok hết. Đẹp xấu không biết nhưng mà đẩy ok là được rồi. Đó, 1 2 3 4 5 6 6 cây, 3 cây lớn 3 cây nhỏ, 3 cây lớn 3 cây nhỏ với một cây bấm ghim. Đó, rớt rồi một cái, trời ơi cái này trời, nó có chút xíu nè, nó cũng để chữ da ban nữa nè. Chút xíu à. Rồi, combo này 27, 120k. Tất cả các sản phẩm là chưa bao gồm ship nha cô chú anh chị. Bác mình mua hàng trả tiền ship. Rồi cái gì đó, mua qua 2-3 số thì chuyển khoản thì tiền sẽ bao ship ha. Mấy cái hàng này. Rồi, giờ công nghệ giờ mua hàng sướng thấy mồ, ngồi chỗ tao giao tận giường luôn. Bởi vậy mình trả tiền ship có 30-40 ngàn à. 30-40 ngàn mà không phải đi nắng đôi, xe cộ xăng dầu cực khổ. Không có ghim mà gì không rớt ra rồi. Hết ghim rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái dao nè. Đó, tưởng đâu đẩy không ra, mắc mặt lắm. Đây, cái này là cái gì nè, không biết cái gọc cái móc gì trong đây á. Trước đó, có cây á, hộp á, nói chung là giờ tiền không tháo ra. Nó có cái hộp trong đây nè, đựng mấy cái lưỡi móc nữa. Cái này chắc có nhiều đó để. Rồi combo
combo 28 120k. Nói chung là nó cũng xê xích giống nhau hết mấy bác ơi, mấy cái số này lấy số nào được hết á. 728 29 30. Rồi. 230 số là cuối cùng. Ha. Cái này nó rớt rồi đó. Rồi sao đẩy ra để mà được, mà đẩy vô được. À được. Cái này. Rồi cái này không biết có hư không, có bác nào về sửa giùm ha. Bác nào xài mua cái bồ đó về sửa đi. Nói chung là mấy cái dao ok hết. Dao này nè. Mấy dao gọc dẻ nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp lắm luôn á. Mà thanh lý cho nó hết nè. Đó. Cây bấm. Đó, 3 4 5 6 7 8. 8 sản phẩm có 120.000 à. Tao ơi, chưa được 20.000 thôi. Rồi cái cây nào lọt ra rồi. Má ơi. Ê, một hồi em gắn nha, giờ mà gắn cái nữa hết video chúng chửi. Rồi. Số 30 là cái số cuối cùng. Cái số cuối cùng. Mấy cây kéo bữa hổm bán hết rồi nè, mà bữa hổm gửi lộn cho một bác đơn hàng, bác gửi. Bác gửi lộn kéo cho bác nè, bác gửi về nè, mấy còn nè. 1 2 3 4 5 cây kéo. Cây này là cây gì đây? Cạo râu. Phải không? Đúng rồi. Cạo râu á. Đẹp quá ha, màu đỏ. Cây này đó. Về mấy cái này tha lưỡi, một cây bấm. Một cây này. Cây này cây dập. Như để cái miếng giấy vô đây rồi rồi bấm nó có lỗ hay gì á. Nè. Đó, có lỗ nè. Chứ không phải cho bấm giấy nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giờ. Cái bộ này bộ 30 có kéo là có 10 cây luôn ông nội ơi. 30 120k rồi, đã hết. Chết cha, ồ quên cái này nó hư, để gắn vô. À rồi, cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem kênh nha. Đã theo dõi ha, hôm nay là chủ nhật cuối tuần ha. Xin chúc mấy bác, mấy chú đồ, mấy chú anh chị có một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Rồi mấy bác nào mà chưa đăng ký kênh đó thì đăng ký kênh đi để mình cập nhật những cái món hàng tiếp theo ha. Rồi, xin chào, bye bye mọi người nha, bye bye.